Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9, ngày Quốc khánh, đúng ngày này cách đây 76 năm, trước hàng chục vạn đồng bào có mặt ở thủ đô Hà Nội, đại diện cho hơn 20 triệu đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ thời khắc lịch sử đó, lịch sử dân tộc Việt Nam đã bước sang trang mới, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc. Sau thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tại Hà Nội, trong vòng 10 ngày, từ 19 đến 28 tháng 8, chính quyền trong cả nước đã hoàn toàn về tay nhân dân ta. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Tân Trào về Hà Nội. Tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, nay thuộc phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản tuyên ngôn độc lập. Ngày 2 tháng 9, hàng chục vạn người hàng ngũ chỉnh tề, cờ hoa khoe sắc, áo quần tươi màu đỏ thắm đã dồn về quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Các cuộc meeting lớn cũng được tổ chức tại Huế, Sài Gòn và nhiều thành phố khác. Muôn triệu trái tim hồi hộp hướng về Hà Nội, chờ đợi giây phút thiêng liêng nhất. Đúng 14 giờ ngày 2 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên trong chính phủ lâm thời bước ra lễ đài. Bản nhạc tiến quân ca hùng tráng vang lên. Mọi ánh mắt đều hướng về lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ, từ từ được kéo lên theo nhịp điệu của bài hát. Tất cả các chưa từng có những cái cuộc đông đúc vô mùng 2 tháng 9, cả với cái quảng trường rộng mênh mông như thế, các đoàn đứng im phăng phắc, cái trật tự không tưởng tượng là nó lại có cái trật tự như tốt như thế. Nhưng mà đến cái lúc mà hỏi đồng bào có nghe rõ không thì nghe rõ rất là vui vẻ. Trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc meeting của đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra đời. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Bác Hồ nói xong thì mọi người đều giơ tay để xin thề theo bác, xúc cộng dâng trào lên. Thế cho nên mọi người là phải vỗ tay hoan hô, là bởi vì mình đã sánh vai được với ngang hàng với các nước ở trên thế giới. 76 năm đã trôi qua, những quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 về quyền con người, quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập tự do vẫn vẹn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mọi thời kỳ, mọi hoàn cảnh, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, giành được những thành tựu to lớn trong đấu tranh thống nhất đất nước, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế. Và giờ đây, tinh thần đó, khát vọng đó đang được tiếp lửa để toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hàng đầu, bảo đảm tính mạng và sức khỏe của nhân dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, đồng thời vừa tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.